Chào mừng các bạn đã đến với kênh Phiêu Lưu Nước Bạn. Hôm nay gia đình mình vẫn tiếp tục đi đổ đục các kiểu của mình. Và hôm nay trời cũng rất là sáng sớm. Trời còn sương mù rất nhiều các bạn ạ. Hãy xem hình ảnh nha. Wow. Hôm nay nhiều hơn qua nghe không? Thì kẹp bắt chứ à? Đây là cái mèo này các bạn ơi. Khi nào? Wow 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 wow. Cua bự không? Cua hình như cua ém vuông á vậy mà. Kino. Tắm gì trời. Cái này là đặc đục bắt quái nha các bạn. Ở nơi mình kêu là đục bắt quái. Còn hôm rồi mình đi Trà Vinh thì ở nơi đó kêu cái này là 12 cửa ngục. Còn ở đây thì mình kêu là đục bắt quái các bạn ơi. Cái này là mình lấy đục bắt quái mình đi đặt cá kèo. Hôm nay cũng còn rất là sớm. Rửa gì vậy mẹ?
đẹp lắm. Hôm nay đấu đột được con cua và một đống con nhà. Con này phá hoại mùa màng nha các bạn. Con nhà. Con nhà nó ăn xuống nè. Đây, coi cá kèo đây. Nay nhiều hơn hôm qua. Con chó của nhà mình các bạn ơi. Đây là con chó con. Còn con chó mẹ là nó ở dưới này nè. Con chó mẹ, đây là con chó con. Con của con chó đó. Cá, bắt cá. Và video của mình đến đây sẽ kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo. Các bạn đừng quên subscribe để ủng hộ kênh của mình nhé. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn nhé.